chị có một câu hỏi muốn hỏi em khi chị được chọn làm trưởng nhóm nhờ sự nâng đỡ của đức chúa trời ban đầu chị rất cố gắng để thực hiện bổn phận luôn thông công nhiệt tình trong các buổi nhóm họp sau đó chị thấy chị trần trong nhóm của tụi chị đã tiến bộ rất là nhanh sự thông công của chị ấy về các lẽ thật rất sáng tỏ và các anh chị em khác rất thích nghe mọi người cũng rất thích tìm đến chị ấy khi có vấn đề cần giúp đỡ ban đầu chị cảm thấy chị ấy có thể giúp giải quyết được một số vấn đề thì rất tốt cho công tác của nhóm chị thấy rất vui về chuyện đó ừ. nhưng mà rồi sau đó thì chị lại bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn à. vì tin chắc lần sau tất cả mọi người sẽ chọn chị ấy làm trưởng nhóm nghĩ đến việc có ai đó sẽ tiếp quản nhiệm vụ của mình chị liền cảm thấy rất buồn và mất hứng thú thực hiện bổn phận chị phải làm gì để giải quyết vấn đề này đây ừ. chị đang bị địa vị chế ngự đó thật ra em cũng từng bị như vậy cách đây không lâu khi thấy mọi người làm tốt hơn mình em không cố học hỏi hay là làm việc cùng mọi người thay vào đó em lại sợ họ sẽ lấy mất vị trí của mình để giữ địa vị của mình em còn cố gắng cực lực hơn để thực hiện bổn phận của mình nhưng vì mục đích của em sai trái nên em liên tục gặp vấn đề và tình trạng của em cứ tồi tệ hơn sau đó em đã đọc được một vài lời đức chúa trời để giúp em tìm được cách thực hành vậy em đã trải nghiệm việc đó thế nào năm ngoái chị lo ra là nhóm trưởng của tụi em đã bị thay thế vì chị ấy không làm được công tác thực tế nào cả Ừ. sau khi thảo luận với nhau thì mọi người đã đề cử em làm lãnh đạo hội thánh thay cho chị ấy ừ. lúc mới được mọi người chọn làm chức vụ lãnh đạo em bắt đầu cảm thấy rất áp lực ừ. bởi em biết đây là một loạt bổn phận mới đúng vậy ừ. nhưng mà đồng thời em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì khao khát địa vị của em đã trở thành hiện thực em đã nghĩ rằng việc mình được bổ nhiệm làm lãnh đạo hội thánh chính là do tố chất và năng lực của mình vì vậy em đã cống hiến hết mình để thực hiện bổn phận của mình có điều gì không hiểu là em chủ động tìm người giúp và học hỏi ngay em cũng thường xuyên hỏi thăm các anh chị và tìm lời đức chúa trời để thông công với mọi người đối với các anh chị em mới tham gia hội thánh thì em thường xuyên chăm tưới cho họ em rất thích khi mọi người cười và nói với em cảm ơn em nhiều lắm à, khi đó em không muốn nghỉ ngơi dù chỉ là một phút giây nào em chỉ muốn có thể tự mình làm hết mọi việc mà thôi ừ. À, rồi sau đó thì có thời gian em bận ung thi đại học nên em phải giảm bớt tham gia các công tác lại khi mà em thi xong và quay trở lại nhóm học thì em thấy các anh chị em đã đạt được vài tiến bộ ừ. có hai chị có thể tìm được lời đức chúa trời để giúp giải quyết các vấn đề của anh chị em trong nhóm được như vậy là chuyện quá tốt rồi nhưng mà em lại thực sự cảm thấy hơi thất vọng chút em nghĩ rằng các anh chị em trong nhóm không còn cần em và sau này cũng không tìm đến em nữa. À, có một lần nọ em đã đến tham dự một buổi họp nhóm. Các anh chị em ở nhóm đó thường không thể thông công được gì nhiều. nhưng lần đó em lại thấy chị Evelyn tương tác với mọi người rất là tốt. chị ấy là một người rất tình cảm và vô cùng kiên nhẫn. động viên các anh chị em thảo luận sự hiểu biết của họ về lời đức chúa trời. Ừ. mọi người đã trao đổi rất tích cực dưới sự khuyến khích và hướng dẫn của chị ấy và dường như rất thân thiết với chị ấy. Em cảm thấy thực sự khá thất vọng sau khi tận mắt trực tiếp nhìn thấy cảnh đó. Kiểu như là một ngày nào đó chị Evelyn có thể sẽ thay thế chỗ của mình. Em bắt đầu thấy đó là mối nguy thực sự. Ừ. Không lâu sau đó, ông, em nhìn thấy có một chị đã nhắn tin vào trong nhóm để xin lời khuyên cho vấn đề của chị ấy. Chị ấy hỏi làm sao để lắng lòng trước đức Chúa trời. Em đang chuẩn bị trả lời cho chị ấy. Thì lúc đó, chị Evelyn đã gửi một vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời cùng vài hiểu biết riêng của chị ấy vào trong nhóm đó. Em nghĩ những đoạn lời mà chị ấy tìm được khá phù hợp và hiểu biết của chị ấy rất thiết thực. Chị cũng dạch rõ con đường thực hành để làm theo. Em cũng chẳng còn gì để nói thêm. Lúc đó, em đã cảm thấy rất buồn. Bởi vì nhóm này dù gì cũng đã từng do mình em phụ trách. Em từng là người tìm lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết các vấn đề của anh chị em. Rồi em bắt đầu nghĩ, nếu chị ấy cứ quá chủ động trả lời câu hỏi của mọi người như vậy, rồi mọi người sẽ nghĩ gì về em chứ? Họ có nghĩ em không biết trả lời câu hỏi của họ, rằng em không có năng lực như chị Evelyn không? Nếu như chị ấy lúc nào cũng rất nhiệt tình giúp đỡ họ, thì liệu họ có nghĩ rằng em là lãnh đạo vô dụng hay không? em không ngừng suy nghĩ về việc này và bắt đầu cảm thấy đố kỵ với chị ấy. em còn nghĩ là không được rồi, mình cần phải chăm chỉ hơn, không được để chị ấy đánh bại mình. nhưng mà sau đó thì em bắt đầu mắc lỗi liên tục, thậm chí ngay cả những công việc đơn giản nhất mà em cũng làm sai. một lần nọ em đã soạn một tin nhắn, em định gửi tin đó để nhắc một lãnh đạo khác và các chấp sự về thời gian họp vậy mà lúc đó em lại vô tình gửi nhầm sang nhóm của những người vừa mới tham gia mãi đến khi có một chị gọi đến báo cho em thì em mới biết là mình đã gửi sai nhóm Ai, em thấy xấu hổ quá chừng cho nên em mau chóng xóa tin nhắn đó đi mặc dù đó chẳng phải chuyện to tác gì nhưng mà em vẫn thấy khá buồn về chuyện đó lúc đó em nghĩ ôi tại sao mà mình lại có thể nhầm lẫn giữa một nhóm người mới với nhóm lãnh đạo được kia chứ ngay lúc đó em thấy bản thân mình quá vô dụng Không thể làm được việc gì đúng hết Em lại còn phải học cho kỳ thi đại học nữa Nên em thực sự không thể dốc hết sức mình Để làm bổn phận của mình được Rồi em tự nhủ Thôi xong rồi vai trò của mình chắc chắn sẽ bị điều chỉnh Chị Evelyn sẽ thay thế chỗ của mình thôi Sau đó em cảm thấy vô cùng chán nản Em bắt đầu làm bổn phận một cách chiếu lệ Và cũng không muốn làm việc gì hết em thấy như thời gian trong các buổi nhóm họp ngày càng dài. Và thỉnh thoảng thậm chí em còn lướt Facebook khi đang trong giờ họp nữa. Thậm chí em còn bắt đầu xem mấy video hài hước nhưng mấy video đó hoàn toàn không giúp ích gì cho đời sống của em. Trước đây em đã từng luôn luôn chuẩn bị trước cho các buổi nhóm họp, có tinh thần gánh giác và tận tâm khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và còn ngẫm nghĩ về mọi vấn đề chưa được giải quyết của các anh chị em ở trong nhóm, cũng như cách thông công với họ như thế nào nhưng em đã thôi không còn tinh thần gánh giác trọng trách và thôi suy ngẫm lời đức chúa trời thậm chí có một lần vào buổi tối nọ em còn đi mua quần áo trước buổi nhóm họp nữa em không chịu về cho tới khi chỉ còn vài phút là buổi họp bắt đầu em không chăm chú đọc lời đức chúa trời vào buổi sáng và cũng không gửi những lời ấy cho các nhóm để các anh chị em cùng suy ngẫm vào lúc ấy em cảm thấy như lòng mình đã xa rời khỏi đức chúa trời Ừ. ừ nên em đã cầu nguyện với đức chúa trời em thưa với ngài lạy đức chúa trời toàn năng con biết con đã lạc xa khỏi ngài con cũng biết thái độ của mình đối với bổn phận là không tốt con muốn ăn năng nhưng mà lòng con quá yếu đuối con mong ngài hãy giúp đỡ cho con ừ vậy cuối cùng em làm sao để xoay chuyển được tình trạng của mình sau đó em đã đọc được một vài đoạn rất hữu ích trong lời phán của đức chúa trời giờ em sẽ đọc nha được đó đức chúa trời phán trong sâu thẳm con người ẩn chứa một vài trạng thái xấu tiêu cực yếu đuối và chán nản hoặc là mong manh hoặc là luôn có một ý đồ đê tiện hoặc luôn chìm trong lo lắng về thanh thế ham muốn ích kỷ và lợi ích của bản thân hoặc cho rằng mình có tố chất kém và có một số trạng thái tiêu cực ừ, phải đó ừ. phải khi ngươi luôn sống trong những trạng thái này thì ngươi rất khó có được công tác của Đức Thánh Linh ừ. Nếu ngươi khó có được công tác của Đức Thánh Linh Thì ngươi sẽ chứa đựng rất ít điều tích cực bên trong mình Và ngươi sẽ khó có được lẽ thật ừ. Amen. Ừ. Thật sự khi em đọc xong đoạn đó Em đã cảm thấy rất xúc động Đức Chúa Trời đã dạch rõ ra tất cả các vấn đề của em Khi đó em đã sống trong sự tiêu cực Không thể thực hiện tốt bổn phận của mình Vì em nghĩ người khác sẽ thay thế vị trí của mình em lo sợ địa vị trưởng nhóm của mình bị đe dọa điều này làm cho em thấy yếu đuối và xa cách với đức chúa trời cũng như là xa cách với các anh chị em ừ, em nói rất là đúng dạ em lại tìm được một đoạn lời đức chúa trời khác trong chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình người ta mới có thể bước vào đúng hướng để tin đức chúa trời ba đức chúa trời phán con người sẽ phải trải qua nhiều trạng thái trước khi đức chúa trời phán xét và hành phạt họ ví dụ như có một trạng thái tiêu cực thường thấy ở mọi người họ tiêu cực khi những người khác thực hiện bổn phận hiệu quả hơn họ họ tiêu cực khi gia đình của người khác đoàn kết hơn gia đình của họ họ tiêu cực khi điều kiện của người khác tốt hơn họ hoặc có tố chất tốt hơn họ và họ tiêu cực khi được yêu cầu thức dậy sớm một chút khi bổn phận của họ nhọc nhằn phải và ngay cả khi chúng không nhọc nhằn bất kể chuyện gì xảy ra thì họ đều tiêu cực tiêu cực có nghĩa là có một vấn đề bên trong con người họ không thể nào chấp nhận lẽ thật và thường xuyên không hài lòng với những gì đức chúa trời làm hơn nữa họ không chút mảy may tìm kiếm lẽ thật hoặc đưa nó vào thực hành tại sao đức chúa trời vẫn sẽ đáp lại những người đó chẳng phải họ không muốn lắng nghe lý lẽ sao đức chúa trời có thái độ nào đối với những người không muốn lắng nghe lý lẽ ngài gạt họ sang một bên và mặc kệ họ người có thể muốn làm gì thì ngươi làm và nếu ngươi muốn tin thì có thể tin nếu ngươi tin và tìm kiếm thì ngươi có thể đạt được đức chúa trời đối xử công bằng với tất cả mọi người nếu thái độ của ngươi là không chấp nhận lẽ thật và không phải là một thái độ đầu phục và nếu ngươi không tuân theo các yêu cầu của đức chúa trời thì hãy tin những gì ngươi muốn còn nếu ngươi muốn bỏ đi thì ngươi có thể đi ngay lập tức. Nếu ngươi không muốn thực hiện bổn phận thì dù ngươi làm gì cũng đừng làm loạn cả lên hoặc ra vẽ ta đây. Hãy rời đi ngay lập tức. Đến bất cứ nơi nào mà ngươi muốn. Đức Chúa Trời không khuyên dục những người như thế ở lại. Đó chính là thái độ của ngài. Phải. Nếu ngươi người rõ ràng là một loài thọ tạo, không bao giờ muốn hành động như một loài thọ tạo và luôn muốn trở thành một thiên sứ trưởng, liệu Đức Chúa Trời có thể để ý ngươi? Nếu ngươi rõ ràng là một người bình thường luôn mong muốn được đối xử đặc biệt ưu ái, muốn là một người có địa vị và vị thế vượt trội. Hơn những người khác trong tất cả mọi việc, thì ngươi là người, không biết lý lẽ và thiếu ý thức. Đức Chúa Trời nghĩ thế nào về những người thiếu ý thức, ngày đánh giá họ thế nào? Những người như thế đúng là không biết lý lẽ. Ừ, amen. Amen. Đức Chúa Trời đã phơi bày rõ nguồn gốc của sự tiêu cực và yếu đuối của em nguồn gốc đó là việc em quá lo lắng về vai trò lãnh đạo của mình trong nhóm em chỉ sợ mất vị trí của mình em thích địa vị hơn việc thực hiện bổn phận mọi việc mà em làm đều là vì mong muốn duy trì vị thế lãnh đạo của mình ừ. em đã nhớ lại giai đoạn khi mình vừa mới bắt đầu vai trò lãnh đạo này làm việc chăm chỉ thực hiện bổn phận đến mức em không muốn nghỉ ngơi dù chỉ là chốc lát em sợ nếu mình làm kém thì sẽ bị thay thế khi nhìn thấy sự tiến bộ của hai người chị Đáng lẽ em phải thấy vui Vậy mà em lại lo rằng các anh chị em sẽ không còn cần mình nữa Rồi vai trò lãnh đạo của em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì Và sẽ chẳng ai còn ngưỡng mộ em nữa Đặc biệt lúc mà em nhìn thấy chị Evelyn đang làm tốt như thế nào Khi chị ấy có thể trả lời câu hỏi của các anh chị em Và cảnh mọi người gần gũi với chị ấy ra sao Em lại càng lo không thể giữ được địa vị của mình Và thấy tiêu cực và yếu đuối tới mức em bắt đầu làm chiếu lệ trong bổn phận đức chúa trời phán những loại người này rất là phi lý ngài không chú ý họ và họ khó đạt được công tác của đức thánh linh nghe vậy em cảm thấy rất sợ khi nhận ra mình cũng đang ở trong một tình trạng nguy hiểm tương tự như vậy ừ đúng đó đức chúa trời cũng phán ngài không thích những người thường hay tiêu cực bởi vì họ không thể tiếp nhận được lẽ thật họ sống với những ý định sai trái và không thể nào đảo ngược hay là từ bỏ chúng được nếu người ta cứ sống trong những trạng thái tiêu cực như vậy một thời gian dài thì cuối cùng họ sẽ bị gạt sang một bên và bị loại bỏ ừ đúng vậy đó từ mối thông công của em chị đã nhận ra vài điều về tình trạng của chính mình em thật sự quan tâm quá nhiều về địa vị của mình đúng vậy nếu không có địa vị thì em tiêu cực và yếu đuối nếu cứ sống như vậy và không bao giờ thay đổi tình trạng của mình thì đức chúa trời sẽ căm ghét chị đúng, đúng vậy, vậy. Khi đó em cũng nhận ra được những điều này nên em đến thú tội và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để sám hối với Ngài. Ừ. Em thưa với Đức Chúa Trời, lạy Đức Chúa Trời, con biết mình đã sai rồi. Con mong Ngài có thể giúp cho con hiểu rõ được bản thân mình và giúp con thoát khỏi sự tiêu cực của mình. Ừ. Ừ. Rồi cuối cùng làm sao em hiểu ra được vậy? Sau đó thì em nghe được một chị kia đọc lời Đức Chúa Trời trong một buổi nhóm học. Và những lời đó giúp em hiểu một chút về việc tại sao chúng ta theo đuổi danh lợi và địa vị. À, trong đoạn thứ tư của chính đức chúa trời đấng độc nhất sáu đức chúa trời phán sa tăng sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ danh vọng và lợi lộc sa tăng sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người đến khi tất cả những gì con người nghĩ đến chỉ có danh và lợi họ đấu tranh vì danh lợi chịu khó khăn danh khổ vì danh lợi chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi hy sinh mọi thứ mà họ đang có vì danh lợi. Và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Satan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình. Và con người lại không có sức mạnh, cũng như con người không có can đảm để vứt bỏ danh vọng và lợi lộc. Con người đã vô tình mang những xiềng xích này và họ nặng nhọc, lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn vì danh vọng và lợi lộc nhân loại tránh xa đức chúa trời và phản bội ngài và họ ngày càng trở nên gian ác do đó bằng cách này hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của satan bây giờ hãy nhìn vào những hành động của tăng chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của tăng bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có Danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ nếu con người để danh lợi lại phía sau thì họ sẽ không thể nhìn thấy con đường phía trước, không thể nhìn thấy mục tiêu của mình, tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên tất cả các ngươi, một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra, rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Satan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Satan và ngươi sẽ triệt để chống lại những xiềng xích Satan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đã đến, ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Satan đã tiêm nhiễm trong ngươi. Rồi lúc đó thì ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Satan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Satan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó thì nhân loại mới có một tình yêu thật và khao khát Đức Chúa trời. Ừ, ừ. Amen. Amen sau khi đọc lời Đức Chúa trời, em đã nhận ra rằng Satan dùng danh lợi và địa vị để lừa gạt và làm cho con người bại hoại. Ừ. đúng vậy. đó là gông ích vô hình Satan dùng để gài bẫy con người. Ừ. Ừ. em đã bị kẹt trong gông ích của danh lợi và địa vị từ khi còn nhỏ. khi mà em còn đi học, vì để có được sự ngưỡng mộ của người khác và để được trở thành lớp trưởng, em đã học rất chăm chỉ vì sợ các bạn cùng lớp sẽ giựt mặt em. Khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời và trở thành lãnh đạo, lúc đó em đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành bổn phận của mình, để giữ địa vị và không bị thay thế. Khi nhìn thấy các anh chị em xung quanh giỏi hơn mình thì em rất là ghen tị. Em lo rằng họ sẽ vượt mình và em sẽ không có vị thế trong tâm trí mọi người. Các chị biết em buồn nhất điều gì không? Là khi em nhận ra trong số các anh chị em thì mình không phải là người không thể nào thay thế được như trước giờ em vẫn lầm tưởng em thấy như khao khát địa vị của em chưa thành và bắt đầu làm chiếu lệ trong bổn phận của mình tất cả chỉ vì em không đạt được điều mình muốn em nhận ra đối với em những yêu cầu của đức chúa trời bổn phận và trách nhiệm của em hay đời sống hội thánh tất cả đều không quan trọng mọi điều mà em làm đều chỉ để thỏa mãn khao khát địa vị của mình mà không có sự tôn kính đức chúa trời Đồng thời em cũng nhận ra, Satan muốn chúng ta theo đuổi danh vọng, lợi lộc và địa vị. Nó muốn ta đấu đá nhau để đạt được những thứ này, nó muốn chúng ta từ bỏ những yêu cầu của Đức Chúa Trời, phản bội và lạc xa Đức Chúa Trời. Đây là mưu đồ của Satan. Ừ, chính xác. Ừ. Từ khi em nhận ra được điều đó, thì em bắt đầu khinh ghét bản thân mình. Nên em muốn mình thoát khỏi việc theo đuổi danh vọng, lợi lộc và địa vị để có thể thực sự đến trước Đức Chúa Trời. Sau đó em nghe được bài thánh ca tên là Con chỉ là loài thọ tạo bé mọn Khiến em rất xúc động Lạy Đức Chúa Trời Dù cho con có địa vị hay là không có Giờ đây con hiểu bản thân mình Nếu địa vị con cao Đó là bởi sự nâng lên của Ngài Và nếu nó thấp là bởi sự định đoạt của Ngài Mọi thứ đều ở trong tay Ngài Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra Trong đất nước này và giữa dân tộc này Những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục với sự thống trị của Ngài Vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt Con không suy nghĩ về địa vị Xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đấy Vào hồ lửa và diêm sinh Thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu ngài sử dụng con thì con là một vật thọ tạo. Nếu ngài hoàn thiện con thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu ngài không hoàn thiện con, con sẽ vẫn yêu mến ngài, bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi đấng tạo hóa của môn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra, chính ngài đã tạo ra con. Và giờ đây, một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và là vật làm nền của Ngài. Bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó được. Muôn vật và mọi sự đều nằm trong tay Ngài. Ừ, Amen. Amen. Đó là khi em hiểu ra rằng dù em thực hiện bổn phận gì trong nhà Đức Chúa Trời ngày hôm nay thì đó cũng là sự định đoạt và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Ừ. Đúng vậy. Bất kể là địa vị nào thì là một loài thọ tạo, em cũng phải làm bổn phận của mình một cách thật là trung thực, đó là cách hợp lý duy nhất. Đồng thời em cũng nhận ra rằng trong nhà Đức Chúa Trời không có sự phân biệt địa vị thấp hay cao, điều quan trọng là thực hiện bổn phận của mình. Khoảnh khắc khi em nhận ra được điều này, em cảm thấy lòng mình thật là nhẹ nhõm. Dù tương lai địa vị của em có ra sao, em cũng sẽ cố hết sức để thực hiện bổn phận và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ừ. Amen. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời sau đó em tìm được hai đoạn trong lời đức chúa trời ừ. gây ấn tượng lớn với em ừ. đức chúa trời phán sự hợp tác giữa các anh chị em tự nó là một quá trình bù đắp điểm yếu của người này bằng điểm mạnh của người khác người dùng điểm mạnh của mình bù đắp cho khiếm khuyết của người khác và người khác dùng điểm mạnh của họ bù đắp cho khiếm khuyết của ngươi đây là ý nghĩa của việc bù đắp nhược điểm của mình bằng điểm mạnh của người khác và hợp tác một cách hài hòa chỉ như vậy thì con người mới có thể được phước trước đức chúa trời càng trải nghiệm điều này, con người càng sở hữu tính thực tế, con đường trở nên tươi sáng hơn và họ trở nên thoải mái hơn phải, các chức năng không như nhau, có một cơ thể mỗi người thực hiện, bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình. Vì mỗi đốm lửa có một tia sáng và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống, như vậy ta sẽ hài lòng. Ừ, Amen. Amen. Ta ơn Đức Chúa Trời. Khi em đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời này, em đã hiểu được những ý định của Ngài. Ừ đức chúa trời hy vọng trong khi thực hiện bổn phận của mình thì ta có thể học hỏi được lẫn nhau và bù đắp cho khiếm khuyết của nhau chúng ta phải làm hết sức dù ở bất cứ vị trí nào và làm việc hòa hợp cùng nhau để thực hiện tốt bổn phận của mình sau khi hiểu được ý định của đức chúa trời em đã cầu nguyện với ngài em bắt đầu học được cách buông bỏ địa vị và thôi nghĩ về việc liệu mình có thể bị ai khác thay thế không em cũng học được cách dốc lòng vào mọi việc mà mình làm và nghĩ xem làm sao để làm tròn bổn phận. Trong các buổi nhóm họp, em chủ động thông công với người khác. Và khi những người khác thông công, em chăm chú suy ngẫm lời họ nói và em còn ghi nhanh lại cả những điểm sáng nữa. Em nhận ra rằng mình có thể học hỏi được rất nhiều điều từ các anh chị em. Và nhờ vậy, từ đó em đã dần dần trở nên bớt đố kỵ với các anh chị em tiến bộ nhanh hơn mình hay với những ai có tố chất tốt hơn. Em cũng có thể bỏ cái tôi và học hỏi từ người khác Hay quá, đúng vậy Dạ Sau khi thực hành như vậy được một thời gian Em cảm thấy bản thân mình đặc biệt bình an và thư thái Em cảm thấy gần gũi hơn với Đức Chúa Trời Em tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã dùng lời Ngài để phán xét và dạch trần em Giúp em bắt đầu hiểu được tâm tính bại hoại của mình Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương của Ngài Vì Ngài đã cứu rỗi em Tạ ơn Đức, Đức Chúa Trời Nghe xong chuyện của em Chị biết mình phải làm gì để thực hành ừ, rồi Tạ ơn Đức ừ. Chúa Trời ừ. Giờ chị cũng hiểu rõ hơn về khía cạnh này của lẽ thực <laughs> Tạ ơn Đức Chúa Trời